Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái clip solo. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không solo ở cái map Irango nữa, mà chúng ta sẽ quay trở lại với Pekado và quay trở lại với cái map Mirama. Đã từ lâu lắm rồi chúng ta không solo squad và nhảy vào trong nhà thi đấu nữa, phải không anh em? Và có vẻ như là trong trận đấu này nhà thi đấu của chúng ta khá vắng rồi. Ok la, như vậy là trận đấu này thì nhạt. Ơ, có người anh em ơi. Á à, đù con chuột chù. À, nhảy xuống sau thì các bạn chết với mình rồi. Thôi, tất cả giơ tay lên. Put cho hands up. Đây. Đang trốn ở trong phòng đây. Nào, chạy ra đây. Cầm khẩu súng gì mà to thế? Dân tổ lái. Tổ lái này. Cho dân tổ lái gọi là đi thi, gọi là giải bát hương vàng mở rộng luôn. Nào, còn một thanh niên nữa ở trên tầng. Đây rồi. Úi trời ơi, gãy chân chưa? Nào, bạn của dân tổ lái đúng không? À, cùng hội cùng thuyền này. Ui, tên là Ánh Dương luôn anh em ạ. Ui dồi ôi, thế là ngày mai bạn không được nhìn thấy ánh dương nữa rồi. Rồi, ánh sáng nào cho cuộc đời bạn khi mà gặp phải mình đây? Đây rồi, có luôn khẩu barrel. Trận này cầm barrel luôn anh em nhá. Ui dồi, lại còn cả sờ ca nữa. Trời ơi, ăn cái nồi gì mà giàu thế. Đây, hình như là đồng đội bạn ấy đang bắn bạc ở ngoài đây này. Ui, mini luôn. Trời ơi, thế này thì đủ combo rồi. Á, à, hình như ơ, đúng không nhở? Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Ui, hợp lý. Mình xin nhé, ai hi hi. Đây, có tiếng. Tầng mấy đây? Nghe tiếng chân rõ một một lắm anh em ạ. Nhưng mà chưa biết. Đây rồi, tầng 1. Ui, lại còn có xe. Hình như là... Ui, đâm vào nhà mình luôn à? Ồ, thế thì lại là ghê quá. Nào, giơ tay. Ui dồi ôi, bạn ơi, bò. Giờ này mà còn bò. Thôi chết rồi, Maron. Trời ơi. Từ đâu đến mà phi thẳng vào nhà người ta. Xong rồi quyết định là nằm bò anh em ạ. Hình như là bạn này trước khi chơi game mà có chơi đồ không nhỉ? Ngáo thế này thì hỏng. À, một con boss và một tên đang đứng ở sau cái tường rào anh em ạ. Ui, quyết không bắn boss luôn. Bạn không ăn boss thì mình ăn. Nào, để xem nào. Đứng sau tường rào à? À, như vậy là bắn cũng cẩn thận phết đây anh em ạ. Không ăn boss để không bị lộ. Nhưng mà rất tiếc là Bạn để lộ tiếng chân rồi. Quyết là không ra bắn. À, không ra bắn nhau à? Cho bạn quả bom lửa. Nào, bắn nhau. Đang cháy cái kìa. Trời ơi, cẩn thận đến mấy thì cũng phải đi chết đi. Ui dồi ôi, dầu như thế này mà còn ngại giao tranh, xông thẳng lên mà bắn nhau đi thôi chứ còn gì nữa. Từ từ mình vào đây mình gạt con boss đã. Đây rồi, ăn luôn con boss. Trời ơi, quá thơm luôn. Một khi đã có đồ là phải hổ báo cáo trồn. Có đồ mà lại như thế là không được. Ơ, úi giời ơi. Ơ, người Việt này. Thôi bạn ơi, thôi bạn ơi. Bạn đi đâu đây? Bạn nút ở khu kia, bạn chạy vào đây định ăn mình đúng không? Gạt bạn luôn. Không biết là sao mà tin có. Ôi dồi ôi, chưa kịp hỏi dứt câu anh em ạ, thì nghe thấy tiếng súng. Như vậy là ở trên khu đồi này là có người rồi. Đang định lên đồi để ngắm xuống thì trên đồi có người thế này thì lại một công đôi ba việc. Nào, chúng ta lên nào. Cứ bắn nhau đi. Đây là cái chết bất thình lình. Ô, chạy đâu đây? Ây, đừng bảo nghe thấy tiếng xe rồi chạy xuống nhá. Đây rồi. Đừng bảo nghe thấy tiếng xe rồi chạy xuống nhá. Hợp lý luôn. Ồ, có M24 luôn anh em ạ. Thế thì bắn M24 luôn. Trời ơi,
Riêng là map Mizama này lúc nào cũng phải trang bị thêm một khẩu súng sniper anh em ạ. Đấy, đang bắn cộp 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 ở ngay dưới chân mình này, với một thanh niên bắn ở phía tầm ngang ngang nữa, nhưng mà chưa biết là ở đâu. Chúng ta phải cẩn thận đã. Cái góc này cũng là góc, nói chung là góc này nhìn xuống thì cũng có lợi. Tuy nhiên thì nếu mà bị móc ở bên hông ấy là các bạn gọi là không còn cơ hội để mà thở luôn ấy, chạy không kịp luôn. Đó. Đây, cái hông bên trái này, chỗ mấy cái nhà đá ấy. Mà không biết là cái thanh niên ở kho dưới này đang bắn nhau với ai cơ. Để mình check xem nào. Bắn ở đâu nhỉ? Nhà gạch, nhà gủng không có luôn. Mình có lên phi thẳng xuống ăn cái thanh niên ở trên kho này không nhỉ? Hay là chờ bạn phi ra kho rồi mình đứng từ trên mình đái xuống nhỉ? Như thế thì sẽ lợi hơn rất là nhiều. Không lẽ có một tình huống công ngu cái là lại mất clip anh em coi. Quái nhỉ, thanh niên ở kho này nhất quyết bạn không ra luôn đấy, bực thật. Định ngủ luôn ở trong kho hay là gì đây? Đây còn cả một cái team đang bắn nhau ở đây nữa. Đây rồi. Hóa ra là đẩy lên từ lúc nào. Ui, hai người luôn. Một. Nào còn một nữa. Úi giời ơi bạn ơi. Ngọt canh xương ống mà đậm đà thịt thăn. Vãi nồi. Thôi rồi, nếu mà không loot được bạn thì mình loot mấy cái thanh niên ở đây trước vậy. Đây. Ui, không có cốp nào to hơn à? Nào, cái đẹp trả lụa. Vãi nồi ạ, cái hòm đồ nó rơi ở chỗ thốn thế nhở. Thế này sao loot ta? Đến mình từ từ, mình đi lom khom xem có được không. Ui giời ơi. Đâu rồi? Mẹ, mấy cái thanh niên này ăn một viên M24 của mình rồi. Đã kết công đẩy đến đây rồi mà các bạn quyết không giao tranh luôn anh em ạ. Bắn cẩn thận thật sự luôn đấy. Mẹ, mạnh mẽ lên nào các chàng trai ơi. Đời là mấy tí, quẩy. Mẹ, ở cái nhà ngay trước mặt mình này. Nhưng mà mình sợ là vừa rồi mình bắn M24, bạn ấy bạn biết mình rồi. Bây giờ công sang thì lại hơi bị ngu này. Sốt ruột thế nhở. Quyết định công không anh em nhở. Công đi. Để trả lụa để ngu luôn. Nào ló ra. Tây rồi. Nằm xuống một người. Úi dồi. Úi dồi ôi. Hết hồn con chó xồm. Ui. Pha đấy mình tưởng toang anh em ạ. Ui, một pha đẩy rất ngu đến từ vị trí của Tuấn HC. Đó anh em thấy chưa. Không thể chịu nổi. Cái cảm giác mà cứ đứng ngồi cam nó mệt mỏi lắm. Phải đẩy. Trời ơi, nhưng mà đẩy pha đấy là có thêm một tên nữa là coi như mình toang đấy anh em. Nhưng mà sốt ruột lắm. Đó, cho nên là anh em nhiều lúc thấy mình gọi là chết ngu thì cũng hết sức là thông cảm cho mình nhá. Đây rồi, bò đi đâu? Bò đi này, xông vào. Đâu rồi, một thanh niên nữa đâu rồi? Cái đệt trả lụa trốn đâu rồi? Đi đâu ta? Không có này. Có tiếng chân mà lại không nhìn thấy bạn ấy đâu anh em ạ. Ô hay thật. What the hell? Hay là ở tầng dưới nhỉ? Không thể nhìn thấy được. Vãi nồi chim én. Thanh niên này chết xong rồi ẩn thân vào trong tường luôn à? Ô hay thật. Người đâu rồi? Đây rồi. Bạn sẽ không được động vào cục thính này của mình. Buông tay ra khỏi cục thính. Không ai ăn thính à? Này thì ui mày quá anh em ạ. Cuối cùng sấy chết được bạn ấy. Ui đâu rồi, có đồng đội không? Nào. Ăn cục thính thì có ăn được cái gì từ cục thính rồi thì nôn ra đây.
Ui dồi ôi, mũ 3x6 luôn, đang thiếu. À, cầm AUG à? Thế thì cục thính có gì? MK à? Cứ phải kiểm tra lại đã anh em. Xem nào. Đó, biết ngay mà. Mẹ. Ủa, thế đạn ốp đâu ta? Thanh niên này, đem dấu đạn. À, đây rồi. Ơ, nhặt đạn ốp nhưng lại không nhặt ốp anh em ạ. Ơ, thế vội thế nhỉ? Hay là nghe thấy tiếng mình đến xong rồi chạy nhỉ? Không biết đồng đội bạn có ở đây không? Ui, đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi giời ơi bạn ơi, thế là chết. Đi ỉa. Chết queo. Đây có con xe ở hướng 350 kìa. À quên, 250 kìa. Mình sẽ vào cái khu nhà ở giữa bò luôn, xong mình sẽ ngắm ra phía chỗ con xe. Mình đảm bảo anh em xe dựng ở đấy là kiểu gì cũng có người. 90% là có người luôn. Nhưng mà bo cuối rồi, phải bắn cẩn thận, không có phi thẳng vào được, vào đấy được. Phi thẳng vào đấy thì lại là ngu người đấy anh em. Trận đấu này có một pha để ngu rồi. Người ta bảo rồi, một lần thôi chứ không bao giờ có lần thứ hai. Ui ôi, cái gì đây? Ô, tụ tập ở hòm thính làm cái gì đây? Bắt được ổ nghiện anh em ơi. Bắt được ổ nghiện, thanh niên vẫn đang nằm luôn. Vẫn đang nằm. Ui ngon. Hai mạng ngọt. Ngọt quá bạn ơi. Ui, đã. Còn gì đâu em. Ui, thích thế nhở. À, đang bắn nhau với nhà thờ ạ. À. Đây rồi. Úi giời ơi. Headshot. Nào. Ô, cái thanh niên mình đốc xong rồi mất tích luôn. À. Úi giời, người cuối cùng, tuyệt vời. Như vậy là chắc chắn đây là đồng đội của hai thanh niên đứng cạnh cục thính rồi. Bây giờ phơ nốt lại. Ui, vậy mà không trúng. Ác thế nhở, thế là cứu được nhau rồi. Đây rồi, có người bò đây rồi. Tôi bảo mà, rõ ràng là nhìn thấy người bò mà. Ôi giời ơi, ăn một pha headshot nhá. Đau đầu chưa? Paradon hân hạnh tài trợ cho các bạn. Ái à. Ghê con nhà bà gớm. Ui, vậy mà không trúng kìa. Thanh niên này cũng lách tốt phết đây anh em ạ. Không phải dạng vừa đâu. Ái, đồng bọn đây rồi. Đồng bọn, ui dồi ôi. Bắn ốp như thế này thì chết. Mất hết anh em ạ. Đây rồi, vẫn đang mải mê bắn nhau. Ui thôi, bạn toang rồi. Ui, mình đẩy gần lên đến nơi rồi. Vẫn đang ngồi miệt mài táp mini. Mini với cả Silent. Ô. Bị bắn cho SML kìa. Lạ thế nhở. Ai ở? À được rồi, từ để mình giải quyết. Cái thanh niên gần, à không cùng team à? Chơi đi. Ai. Ui, đau quá. Ui con xe kìa, ui vãi nổi ạ. Thôi. Cứu đi. Mấy cái thanh niên ở đằng sau cứu đi. Từ tôi bơm máu lên, tôi giải quyết hai cái thanh niên ở xe đã. Như vậy là còn, à còn 22 anh em ạ. Chuẩn rồi. Vãi nồi ạ. À. Một pha tí hẹo đến từ vị trí của Tuấn HC. Tí toàn đây anh em. Nào. À đây rồi. Các bạn chết. Đủ má con cá. Hú hồn con trồn. Được rồi, cứ bình tĩnh đã. Cái góc của các bạn ấy thì nghe vẻ khá xấu anh em ạ. Mình đứng góc này là bao quát phết đây này. Được rồi. Không công à? Nghe có vẻ sợ hãi thế nhở? Chờ nhau đẩy lên à? Đừng nói với tôi là hai trước hai sau nhá. Cùng một team là toang đó. Thôi, cứ giải quyết trước đã. Biết đâu cùng một team anh em ạ.
nhanh gọn lẹ. Đậu xanh. Đây rồi, tiếng chân đây rồi. Đây rồi. Ui ui. À ghê 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 ghê. Đây 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 đây. À đây rồi. Tẩy ngu này. Yến Nhi. Như vậy. Chết đi. Ui 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 ui. Này thì bướng này. Một pha gọi là vẩy ốp không tầm, headshot luôn anh em được không? Trời ơi. Một pha phải nói là đi vào lòng đất luôn đấy. Trời ạ. Cú hồn. Quả đấy phải gọi là tim ngừng đập, chân gọi là run lắm rồi đấy, nhưng mà vẫn vẩy được. Đây rồi, đây rồi. Nghe thấy bắn nhau là bắt đầu gọi là định la liếm à? Các bạn được định la liếm mình à? Nào, liếm bom đi. Không bao giờ liếm được mình đâu, chỉ có liếm bom thôi. Té 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 té, góc này xấu lắm. Đẩy cái góc có cái cây này đẹp này. A đủ, đẩy ra tận đây luôn. A đủ con chuột chủ. Ra đây bạn. Khó rồi anh em ạ, khó rồi góc này. Mình tưởng góc này đẹp mà cuối cùng góc này nó lại thành xấu. Nó có cái cây vô duyên quá. Cho một trái lửa này. Nào, thanh niên ở trên kia xuống đi. Này thì đáp bom với chúng tôi này. Mẹ, ui vãi nổi, thôi xong. Cái góc này nó có cái cây vô duyên quá. Thề luôn đấy. Nào, lên đây. Tôi công như thế là quá đủ rồi, đến lúc bạn phải chủ động rồi. Đến lúc bạn phải chủ động rồi, dìa dĩa. Ui, quá đã. Ok anh em nhá, như vậy là chúng ta đã cùng nhau gọi là giành được một cái top 1 ở cái map sa mạc. Lâu lắm rồi mới solo squad map sa mạc luôn anh em. Ok, như vậy là đã rất lâu rồi chúng ta mới quay trở lại với nhà thi đấu. Rất lâu rồi chúng ta mới quay trở lại với Pekado trong một trận đấu solo squad. Nếu các bạn cảm thấy video clip này hay, đừng quên để lại cho Tuấn HC một like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại.